Nhìn con Honoka trong trò DOA này mà xem. Đầu phê cặp núi này. Rồi lại bưởi. Thời buổi này ấy là người ta phải mông với đùi. Bưởi để về già nó thành mướp hết. Chỉ có đùi với cả mông là trường tồn với thời gian thôi. Mày không nhìn thấy cặp núi đôi này nó đã hả em? Ông thèm sữa mẹ à? Vơ vẩn. Trời ơi, ngọn này tối nay lại tôn dây ăn rồi. Anh đang định tối nay đi ngủ sớm thì... Ngủ sớm là thế nào? Ngủ sớm thì tối nay phải xem hết cái link 16 phút này đã. Ờ, có 16 phút à? Có, link này chỉ một mình em có thôi. Anh tưởng là chỉ có mẹ có phút rưỡi thôi. Đấy là link giảm rồi. Để... Dạ ơi. Ây ôi, cái gì đây? Cái gì? Tình hình như thế này. Ờ. Sắp được giải nữ rồi. Ừ. Anh chơi Street Fighter 5 đúng không? Bản nào tao cũng chơi. Anh chơi giỏi đúng không? Mày nhìn Lâm 9P vô địch Sony Show lần trước không? Đấy là do tao không đi thi thôi. Ừ, ông ấy không đánh ấy chẳng qua là do thương ông Lâm người già rồi. Mà ông ấy đánh cái là sợ Lâm sợ quá lại đau tim. Lúc đấy vào viện thì không ai lo được đâu. Anh mày sống tốt đời đẹp đạo thế em ạ. À. Thế anh là em trai đúng không? Sinh học thì thế. Sắp đến giải nữ rồi mà tao vẫn chưa biết cái gì cả. Đây không phải là do tao. Mày nhìn Trang lên đi không? Đệ của Lâm ấy. Đệ Lâm chơi thì có 1-2 ngày ở trước giải thôi. Mà vào giải vẫn giết người bình thường nhá. Chơi cái này ấy, đây là không phải là do chơi nhiều mà là do cái này em ạ. Người ta phải có một chút IQ. Đấy, chứ không thể chơi cái kiểu lôn ngù được. Chơi thế thì mãi không thể khá lên được đâu. Đấy không phải do tôi. Thế do tao? Ờ, chắc là do tao. Do cái màn hình cũ quá rồi. Màn hình cũ thì sao? Tao vẫn chơi game bình thường, có phải không em? Ừ, cái vấn đề này tôi nghĩ là có khi em nó nói hợp lý không ạ? Ông biết giáo sư Amoni không? Câu lạc bộ mình ấy, mang tiếng giỏi nhất câu lạc bộ ấy. Gặp tôi đánh cái màn hình nhà tôi ấy. Lệch frame là ông ấy chết ngay. Vì ông ấy chơi giỏi là ông chỉ quen dùng đồ xịn thôi. Lệch một cái là anh 3-0 ngay. Có thể em gái ông ấy là giống giáo sư, chỉ quen dùng đồ xịn thôi. Mà là dùng đồ dởm là không thể phát huy hết được tiềm năng của em nó. Thế nên là có khi vụ này ông phải xem xét nào. Đầu tư thì em nói đi. Em vụ đấy nữa à? Ừ, chắc là phải thế thật. Thế bây giờ là mày muốn làm bố Hà Nội thế? Chuẩn mẹ luôn. Đồ rồi, để đấy ta. Văn phòng view Sonic ạ? À? À vâng, bây giờ em muốn đặt một cái màn hình chuyên dụng để đánh Street Fighter ạ. Tình hình anh có ship cho em được một anh có tìm được cho em con nào ngon ngon không nhỉ? Ô, mua cho Street Fighter 5 ở anh. Màn hình của bên em đánh Street Fighter 5 chuẩn luôn, chuẩn từng frame luôn. Mà còn 27 inch nữa, tha hồ mà lựa chọn đầy lựa chọn luôn. 27 inch cơ? À, chuyên dụng. Anh cũng muốn đặt luôn không anh? Ngon ngon, em lấy luôn anh ơi. Ra nhận hàng này. Nhá. Quà sinh nhật của mày, đây là 10 quà sinh nhật 10 năm của mày nhá. 10 năm. Đấy làm bố đi mà làm bố Hà Nội. Construct Productions, hey! À, cô bộ kinh ấy. Đấy, thấy màn hình 27 inch. Ngon chưa? Không lệch frame nhá. Thế nào? Các bạn thấy không? Với màn hình ViewSonic này mình không sợ bất kỳ một ai cả. Hẹn gặp lại các bạn ở giải Winter Cup sắp tới.